Xin kính chào quý thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp đã tham gia chương trình CME online ngày hôm nay. Thì trước tiên thì xin cảm ơn lời giới thiệu của thầy Tuấn và tôi rất là vinh dự để hôm nay đến đây để trình bày một số cái thông tin liên quan tới hai cái kỹ thuật siêu âm khá mới hiện nay, đó là cái siêu âm định lượng mức độ gan nhiễm mỡ và thứ hai là siêu âm đàn hồi mô. Và trong bài đầu tiên thì tôi xin trình bày liên quan tới vấn đề siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ. Thì trong phần trình bày này chúng ta sẽ tập trung để làm rõ một số vấn đề liên quan tới gan nhiễm mỡ. Trong đó trước tiên thì chúng ta nhìn lại tổng quan về bệnh lý gan nhiễm mỡ để chúng ta biết cái tầm quan trọng của nó. Và chúng ta biết được tại sao mà chúng ta phải quan tâm vấn đề chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ. Và điều thứ hai là chúng ta lượt qua về các cái phương pháp mà định lượng gan nhiễm mỡ bằng siêu âm, và qua đó chúng ta tìm hiểu tại sao mà siêu âm có thể định lượng được mức độ nhiễm mỡ và định lượng như thế nào. Và trong đó thì chúng ta biết rằng người dùng thì dùng những cái bảng phân loại mà người thực hiện đưa ra, trong đó có những con số và những cái bảng tham chiếu, chúng ta cảm giác là rất đơn giản. Tuy nhiên trong đó nó có nhiều vấn đề phức tạp, chẳng hạn như về cái đơn vị tính và cái cách như thế nào để ra con số đó thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ để ứng dụng tốt trong thực hành. Thì về tổng quan thì chúng ta biết rằng là bệnh gan nhiễm mỡ là một cái bệnh rất là phổ biến, và đặc biệt là diễn tiến của nó thầm lặng, và cho đến khi nó có biến chứng nghiêm trọng thì lúc đó chúng ta mới phát hiện được, thì như vậy thì quá muộn. Và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đã trở thành một cái mối quan tâm hàng đầu trong cái lĩnh vực gan mật hiện nay. Và trong bệnh gan nhiễm mỡ thì chúng ta tạm chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là bệnh gan nhiễm mỡ đơn thuần, có nghĩa là nó chưa có gây ra biến chứng nào cả. Và nhóm thứ hai chúng ta quan tâm nhiều nhất đó là viêm gan do mỡ, đó là gọi là NASH. Thì khi mà viêm gan mỡ thì nó sẽ diễn tiến tới xơ gan và có thể có biến chứng ung thư tế bào gan. Cho nên đó là chúng ta cần phải rất quan tâm. Đây là hình ảnh mô học của một cái gan nhiễm mỡ. Và chúng ta thấy đây là một cái diễn tiến người ta mô phỏng ra từ cái gan nhiễm mỡ đơn thuần có thể diễn tiến thành viêm gan mỡ, và diễn tiến tiếp theo là có xơ hóa gan và dẫn đến xơ gan, và hiển nhiên tiếp theo là các biến chứng liên quan tới xơ gan và ung thư gan. Trước tiên chúng ta xem một cái trường hợp lâm sàng đầu tiên. Chúng ta nhìn một trường hợp cũng không phải hiếm gặp, chúng ta có thể là gặp rất nhiều trong thực tế, một bệnh nhân béo phì. Và bệnh nhân này thì khám sức khỏe định kỳ rất là thường xuyên, nhưng mà tất cả những lần khám sức khỏe định kỳ đều kết luận là gan nhiễm mỡ. Cho đến một lần bệnh nhân khi siêu âm phát hiện một cái nốt ở gan, thì với người làm siêu âm thông thường thì chúng ta thấy một cái nốt phản âm giảm âm ở gan trên nền gan nhiễm mỡ, chúng ta thường nghĩ đến những cái nguyên nhân mà lành tính, chẳng hạn như cái vùng gan khu trú không nhiễm mỡ hoặc giả là một cái u máu không điển hình trên nền gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên với trường hợp này thì chúng ta dùng siêu âm đàn hồi, chúng ta phát hiện được cái gan nền này đã xơ hóa gan ở mức độ F4, tức là có thể gọi là xơ gan, và cái nốt gan này cái độ cứng rất là cao so với những các cái u gan thông thường, và trường hợp này đã được xác minh là một cái HCC. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái bệnh gan nhiễm mỡ chúng ta có thể rất là thường gặp và đôi khi chúng ta xem nhẹ nó, nhưng mà có những trường hợp nó diễn tiến tới biến chứng nặng và chúng ta không hay biết. Chúng ta nhìn lại cái tình hình nhiễm mỡ hiện nay, chúng ta thấy rằng là từ năm 80 tới năm 2013 là béo phì nó tăng rất nhanh, từ 27% lên 47%. Và tình hình béo phì ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta thấy rằng hiện tại chúng ta có khoảng 25% dân số béo phì, và hầu hết các cái báo cáo về cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thì rất phổ biến ở tất cả châu lục chứ không riêng gì ở Việt Nam chúng ta, tức là nằm tầm khoảng 25%. Như vậy thì con số 1/4 dân số thế giới, con số rất là lớn. Và chúng ta thấy rằng một nghiên cứu khác cho biết là 25% dân số thế giới đang mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, và trong đó có 3% là viêm gan mỡ. Như vậy thì cái số lượng bệnh nhân trong cái nguồn bệnh này rất lớn mà chúng ta cần phải quan tâm. Và một cái nguồn bệnh thứ hai không phải là liên quan tới béo phì nữa, mà là các bệnh về chuyển hóa, bệnh đái tháo đường. Thì chúng ta nhìn thấy rằng một cái nghiên cứu trên gần 300 bệnh nhân, chúng ta thấy rằng trong số bệnh nhân đái tháo đường có những bệnh nhân F2, F3 lên tới gần 19%, và có bệnh nhân F4
là lên tới 14%. Như vậy thì trước đây chúng ta đã từng quan tâm cái vấn đề này chưa? Tức là khi mà chúng ta làm siêu âm hàng ngày cho những bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta rất dễ dàng kết luận là một gan nhiễm mỡ. Nhưng mà bệnh nhân đó có đã xơ hóa gan chưa hay là có diễn tiến tới xơ gan chưa thì chúng ta hầu như chưa có quan tâm đáng kể. Và như vậy thì chúng ta nhìn lại một cái quy trình tiếp cận một cái bệnh nhân gan nhiễm mỡ, chúng ta thấy trước tiên là một bệnh nhân gan nhiễm mỡ chúng ta phải chẩn đoán được cái mức độ nhiễm mỡ của họ. Và trong cái nhóm bệnh nhân viêm gan nhiễm mỡ không do rượu này, chúng ta cần phải phân biệt nhận biết được đâu là gan nhiễm mỡ đơn thuần. Bởi vì khi mà gan nhiễm mỡ đơn thuần thì nó chưa có biểu hiện viêm, chưa có tổn thương tế bào và chưa có biến chứng. Trong khi đó, cái nhóm bệnh nhân viêm gan mỡ thì nó đã có hiện tượng viêm, có tổn thương tế bào và có diễn tiến tới biến chứng, cho nên cái nhóm này cần phải được theo dõi sát sao, không giống như một cái trường hợp gan nhiễm mỡ thông thường. Và về lượt qua về chẩn đoán cái gan nhiễm mỡ không do rượu thì chúng ta thấy rằng tiêu chuẩn vàng vẫn là sinh thiết gan. Nhưng mà chúng ta thấy thực tế rằng là chúng ta rất là ít cái nơi để làm sinh thiết gan, và sinh thiết gan với cái mục đích để chẩn đoán là gan nhiễm mỡ thì hiếm khi được chỉ định. Thông thường thì người ta chỉ định khi mà có một vấn đề khác khó chẩn đoán, chẳng hạn như tìm nguyên nhân một bệnh lý nào đó hoặc là những bệnh nhân mà khó khăn trong quá trình điều trị. Thì về mặt mô học thì chúng ta thấy là để chẩn đoán là gan nhiễm mỡ thì cái số lượng tế bào gan nhiễm mỡ nó phải hơn 5% số lượng tế bào gan. Và nhiễm mỡ mô học được phân loại dựa vào các thang điểm bán định lượng, dựa vào cái số lượng tế bào gan chứa những cái giọt lipid ở trong tế bào chất. Như vậy thì các bạn chúng ta xem trên kính hiển vi, nếu mà dưới 5% tế bào gan nhiễm mỡ thì chúng ta coi như là một nhóm bình thường. Và nhiễm mỡ độ 1 là khi 5 tới 33%, độ 2 là 33 tới 66% và độ 3 là trên 66%. Sở dĩ tôi nói rõ những con số phân độ này bởi vì chúng ta xem trên các tài liệu một số nghiên cứu người ta chẩn đoán mức độ nhiễm mỡ nhưng mà người ta lại dùng những con số khác. Chẳng hạn như FibroScan trước đây người ta lại dùng con số là 30%, 60% chứ không phải là 33 hay 66. Và chúng ta thấy rằng những cái nghiên cứu khác thì đa phần bây giờ hiện nay người ta đã dùng những con số như thế này, cho nên chúng ta lấy con số này làm tham chiếu. Và ngoài cái phương pháp sinh thiết là phương pháp xâm lấn thì chúng ta có nhiều cái phương pháp để chẩn đoán cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Trong đó trước tiên chúng ta phải nhìn đến là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao, không phải chỉ bệnh nhân béo phì mà những bệnh nhân đái tháo đường, những bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa. Và để chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bằng những phương pháp không xâm lấn thì chúng ta phải loại trừ, chẩn đoán bằng phương pháp loại trừ, chúng ta loại trừ những cái nguyên nhân khác gây nhiễm mỡ, chẳng hạn như do rượu, do viêm gan siêu vi hay là do một số loại thuốc. Và chúng ta chẩn đoán gan nhiễm mỡ bằng chẩn đoán hình ảnh, trong đó chúng ta có siêu âm, chúng ta có CT, chúng ta có cộng hưởng từ. Và hiện nay có lẽ như là cộng hưởng từ một số cái kỹ thuật đặc biệt như ví dụ như cộng hưởng từ phổ là được xem giống như là tiêu chuẩn vàng thay thế cho sinh thiết gan. Và ngoài ra thì chúng ta có một số cái biomarker khác, chẳng hạn như fatty liver index hay là NAS FASTScore. Thì những cái thông số này, những cái biomarker này người ta kết hợp nhiều cái thông số về tuổi, giới tính, rồi cân nặng, rồi những cái yếu tố trong xét nghiệm sinh hóa để người ta tổng hợp ra những cái điểm số và để chẩn đoán cái bệnh lý này. Nói chung tất cả những yếu tố này là đều gián tiếp, không phải là không có không xâm lấn. Và để chẩn đoán được cái viêm gan mỡ thì hiển nhiên sinh thiết gan vẫn là tiêu chuẩn vàng. Ngoài cái tiêu chuẩn là số lượng tế bào gan nhiễm mỡ, chúng ta còn có là cái tình trạng viêm. Và qua sinh thiết thì người ta xác định được luôn là có xơ hóa hay không từ F0 cho đến F4. Và các cái phương pháp không xâm lấn thì được kể tới trước tiên là chúng ta chẩn đoán bệnh nhân là một bệnh nhân có gan nhiễm mỡ. Sau đó chúng ta dùng một số cái xét nghiệm gợi ý, chẳng hạn như AST, ALT và CGT, và loại trừ một số cái nguyên nhân khác gây tăng các cái men gan này. Nếu như mà men gan hoàn toàn bình thường thì người ta lại xét đến ferritin và cái chẩn đoán xơ hóa gan. Và về xét nghiệm sinh hóa thì nó có rất nhiều cái xét nghiệm sinh hóa, trong đó được kể tới hai cái loại xét nghiệm này. Và chúng ta hai xét nghiệm này được xem là cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao trong cái chẩn đoán bệnh viêm gan mỡ không do rượu. Trong đó cái NAS test này là kết hợp đến 13 thông số,
Cho nên về thực hành thì chúng ta cũng gặp khó khăn khi kết hợp quá nhiều thông số như thế này. Đây là quay lại cái quy trình, nhắc lại một lần nữa về quy trình tiếp cận chẩn đoán và quản lý cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Chúng ta trước tiên là ở những đối tượng nguy cơ, chúng ta phải làm siêu âm bụng và một số cái biomarker để chẩn đoán cái viêm gan, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Và khi mà làm xong cái bước này thì chúng ta sẽ xác định có bệnh hay là không có bệnh. Nếu có bệnh thì chúng ta phải làm tiếp những cái xét nghiệm sinh hóa để xem có viêm gan mỡ hay không, và để chúng ta phân biệt được gan nhiễm mỡ đơn thuần hay là viêm gan mỡ. Và nếu viêm gan mỡ thì chúng ta phải theo dõi sát để tầm soát những cái biến chứng cho bệnh nhân. Còn gan nhiễm mỡ đơn thuần thì chúng ta sẽ theo dõi định kỳ. Và như vậy thì trong cái chương trình của buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất là chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ, và thứ hai là chúng ta chẩn đoán mức độ sơ hóa gan, là hai cái quy trình quan trọng trong cái chuỗi mà theo dõi bệnh nhân như thế này. Nói về cái siêu âm chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ thì chúng ta có cái phương pháp gọi là định tính và định lượng. Định tính là cái kỹ thuật mà chúng ta đã dùng từ lâu nay, chúng ta dựa vào cái siêu âm BMOT để định tính, và chúng ta dựa vào cái mức độ phản âm của mô gan và so sánh với lại vỏ thận hoặc là so sánh với lách để chúng ta chẩn đoán định tính, và thứ hai là định lượng. Và để hiểu rõ một chút tại sao mà bệnh gan nhiễm mỡ sẽ biểu hiện siêu âm ở định tính và định lượng như vậy, trước tiên thì tôi xin nhắc lại về vấn đề cái giảm thấu, độ giảm thấu, đó là độ giảm thấu âm. Và chúng ta biết rằng là khi sóng âm mà nó truyền đi trong môi trường á, thì cái năng lượng nó truyền chủ yếu là dưới dạng nhiệt độ. Và khi mà sóng âm nó truyền qua bất cứ một cái mô nào, không nhất thiết là phải gan nhiễm mỡ, bất cứ một cái mô nào trong cơ thể thì nó cũng sẽ bị mất năng lượng dần. Và cái năng lượng nó mất đi, nó sẽ làm giảm cái biên độ của sóng. Và lúc đó thì chúng ta thấy cái tín hiệu sóng âm trở về đầu dò nó sẽ giảm đi. Và do nó có sự giảm liên tục cái năng lượng của sóng âm truyền trong mô, cho nên từ cái ban đầu về cái chuyện mà tạo ra các hình ảnh siêu âm, người ta đã tính tới cái chuyện bù trừ cái năng lượng bị mất bằng cái gen từng phần, mà cái thao tác mà chúng ta dùng rất thường xuyên hàng ngày đó. Khi mà chúng ta thấy nó giảm âm buồng sâu thì chúng ta tăng gen sâu lên để cho nó bù trừ cái phần năng lượng bị mất đó. Chúng ta mới thấy được cái hình ảnh nó tương đối đều đặn từ vùng gần cho tới vùng xa như thế này. Chứ nếu không có sự bù trừ này thì chúng ta sẽ thấy là vùng xa trong cái mô bình thường chăng nữa nó cũng bị tối đi như thế này. Và cái hình này là cái hình để thể hiện sự giảm sút năng lượng của sóng âm trong quá trình truyền trong mô. Chúng ta thấy là ban đầu thì biên độ nó lớn và dần dần thì biên độ nó nhỏ dần. Và cái hình biên độ của sóng trên siêu âm là thể hiện cường độ của sóng âm. Và đây là cái bảng để mô phỏng về cái độ giảm thấu âm trong các loại mô khác nhau. Chúng ta thấy là ở mô gan khoảng 0,94 đây, thì ở mô xương là rất nhiều và không khí là nhiều hơn nữa. Và ở nước là coi như độ giảm thấu gần bằng 0. Chúng ta thấy cái sự khác biệt như vậy. Và để hiểu biết thêm một chút về một số cái đơn vị tính trong cái vấn đề giảm thấu âm để định lượng cái mức độ gan nhiễm mỡ đó, thì chúng ta lượt qua một số cái thông tin như thế này. Thứ nhất là về công suất âm. Công suất âm được khái niệm là một cái năng lượng âm sinh ra trong một đơn vị thời gian, nhưng mà trong đơn vị thời gian thôi nó chưa đủ để nói lên toàn thể về cái năng lượng âm truyền đi. Và người ta có một khái niệm khác là cường độ âm. Thì cường độ âm này nó sẽ tính là cái công suất âm trong một cái khoảng không gian, tức là ví dụ như trong một đơn vị là 1 cm² hay là 1 dm² chẳng hạn, tức là nó có một cái đơn vị cụ thể công suất âm trong một cái đơn vị nào đó, ví dụ như cm², nó là cường độ âm. Và cái hệ số giảm thấu này ý nói là cái mức độ giảm của cường độ âm trong một cái đơn vị chiều dài sóng đi qua, ví dụ như điểm gần là A, điểm xa là B, thì cái cường độ của điểm A trừ cho cường độ điểm B nó thành ra là độ giảm thấu. Và độ giảm thấu như vậy thì được tính theo đơn vị là decibel trên cm. Và tại sao chúng ta thấy là cái đơn vị tính của định lượng độ giảm thấu nó lại thêm cái megahertz, là bởi vì sóng âm nó có sự giảm thấu nó liên quan tới hai vấn đề. Cái thứ nhất là vấn đề bản chất của môi trường, và thứ hai nó liên quan tới cái tần số của cái đầu dò.
Và nếu mà tần số càng cao thì cái độ giảm thấu nó càng cao, cho nên khi mà chúng ta tính độ giảm thấu chúng ta phải tính theo cái tần số của đầu dò. Và thứ hai là chúng ta đặt câu hỏi tại sao khi mà chúng ta làm siêu âm hàng ngày chúng ta thấy là khi mà gan nhiễm mỡ thì cái gan nó sáng lên, nhưng mà bản chất sóng âm á, lại nói tới là chuyện độ giảm thấu. Giảm thấu nó làm cho cái hình ảnh gan nó bị tối đi ở vùng sâu. Như vậy thì một hướng thì nói là làm cho gan sáng lên, một cái thì làm cho gan tối đi. Như vậy thì tại sao chúng ta có cái chuyện đó, nó có phù hợp hay không? Cái cơ chế bản chất của nó nằm ở chỗ là các cái giọt mỡ trong tế bào gan nó làm cho tán xạ sóng âm. Như vậy thì chính sự tán xạ sóng âm nó làm cho cái gan sáng lên, và cái sự giảm thấu là do tăng sự hấp thu của năng lượng âm, nó làm cho cái phần gan sâu nó tối đi. Như vậy thì hai vấn đề đó, một cái là tăng sáng, một cái là giảm sáng, nhưng mà nó cùng chung một cái bản chất xuất phát từ cái những cái giọt mỡ trong tế bào chất của tế bào gan. Và như vậy thì để định tính cái mức độ gan nhiễm mỡ thì chúng ta thông thường thì chúng ta dùng siêu âm, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng CT, cũng có thể dùng cộng hưởng từ. Trong đó hai cái kỹ thuật cộng hưởng từ đặc biệt đây được gọi là cộng hưởng từ phổ và cái cộng hưởng từ dùng cái proton để chúng ta chẩn đoán cái mức độ nhiễm mỡ. Và hai kỹ thuật này được xem như là tiêu chuẩn vàng thay thế cho sinh thiết gan, bởi vì cái độ chính xác nó rất cao. Còn với siêu âm thì cái việc chúng ta dùng thường xuyên hàng ngày đó, chúng ta dùng siêu âm BMOD, nó có lợi thế là sẵn có, chi phí thấp, có độ nhạy và độ đặc hiệu cũng khá cao. Và cái dựa vào dùng siêu âm để chẩn đoán định tính cái mức độ gan nhiễm mỡ thì chúng ta dựa vào cái mức độ phản âm của gan, tức là cái độ sáng nó tăng lên, cái hiện tượng giảm âm vùng sâu và cái hình ảnh mờ của vòng hoành và mạch máu để chúng ta phân biệt cái mức độ nhiễm mỡ dựa trên cái quan sát được, gọi là định tính. Tuy nhiên cái phương pháp này nó có một số cái yếu điểm như thế này. Thứ nhất là chưa khách quan. Chưa khách quan là do nó lệ thuộc vào cái người khám. Có những trường hợp người ta chẩn đoán là gan nhiễm mỡ nhẹ, nhưng mà với một bác sĩ khác thì coi như là gan bình thường. Thậm chí một số trường hợp người ta cho rằng khi mà chẩn đoán gan nhiễm mỡ quá nhiều làm cho chẩn đoán bị lạm dụng, cho nên là một số quan điểm cho rằng nếu nhiễm mỡ quá nhẹ thì coi như là bình thường để cho yên tâm hơn và tránh bị lạm dụng chẩn đoán. Đó là vấn đề chủ quan. Và cái chuyện mà đánh giá cái mức độ phản âm tăng hay giảm, vòng hoành mờ hay không, mạch máu có mờ hay không, nó rất chủ quan, nó lệ thuộc vào người khám và lệ thuộc vào cái kỹ thuật hiệu chỉnh trên cái máy siêu âm. Chúng ta có tăng gen sâu chưa, chúng ta có tăng để mức gen hệ thống quá cao hay không chẳng hạn. Và trong các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng cái siêu âm thường quy dựa vào BMOD thì không phát hiện được những cái trường hợp nhiễm mỡ dưới 10%. Một cái nghiên cứu mới đây thì người ta cho rằng là khi mà gan nhiễm mỡ dưới 20% thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu chẩn đoán rất là thấp. Đây là một số hình ảnh trích từ sách Caron. Chúng ta thấy người ta cách cái phân biệt mức độ gan nhiễm mỡ định tính là như thế này. Người ta dựa vào cái độ phản âm của gan. Ví dụ trên hình này chúng ta thấy là gan tăng sáng so với vỏ thận. Một số trường hợp khác thì người ta có thể so sánh với lách. Và vòng hoành vẫn còn rõ, mạch máu vẫn còn rõ, cho nên đây là gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ. Còn trường hợp này chúng ta thấy rằng gan tăng sáng, có giảm âm vùng sâu và vòng hoành rất là mờ. Và cái hình ảnh mạch máu không còn thấy rõ nữa. Đây là gan nhiễm mỡ mức độ nặng. Và như vậy thì chẩn đoán định tính mức độ gan nhiễm mỡ chúng ta cũng chia ra 4 loại như thế này. Thứ nhất là cái gan bình thường. Thứ hai là gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ, giống như tôi vừa mô tả. Nhiễm mỡ mức độ vừa. Và đây là nhiễm mỡ mức độ nặng, khi mà chúng ta thấy vòng hoành và mạch máu rất là mờ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bàn về một cái chủ đề trọng tâm của ngày hôm nay, đó là định lượng mức độ gan nhiễm mỡ. Thì cái vấn đề định lượng mức độ gan nhiễm mỡ chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây, nhưng mà càng ngày càng phát triển và nó ra rất là nhiều cái chỉ số, và chúng ta cần làm rõ những cái chỉ số này nó có điểm nào giống nhau và điểm nào khác nhau và giá trị như thế nào. Trước tiên thì tôi nói về cái tỷ lệ gan thận, tỷ lệ gan sinh thận, và tiếp theo là những cái chỉ số TAI, TSI, cái này có trên cái hệ thống của Samsung,
chỉ số CAP trên FibroScan và chỉ số UGAP trên các dòng mới sau này, ví dụ như GE hay là Spectrinit. Về tỷ lệ gan thận là gì? Là người ta chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ dựa vào cái tỷ lệ cường độ âm giữa cái mô gan và vỏ thận. Và chúng ta trên cái cách thực hiện thì chúng ta chỉ cần lấy cái hình BMOT ở cái mặt cắt gan phải, mà thường thường chúng ta dùng cái mặt cắt này để đo chiều cao gan đó. Chúng ta có cái gan phải và cái thận phải, và khi mà chúng ta mở cái chương trình đo cái tỷ lệ gan thận thì chúng ta sẽ thấy hai cái roi. Một cái roi đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt ở mô gan, và cái roi thứ hai chúng ta sẽ đặt ở chủ mô thận, và ở cái mức tương đối bằng nhau như thế này để chúng ta so sánh. Và với cái hình thức làm như thế này, chúng ta thấy rằng nó cũng rất là nhanh chóng, và nó sẽ hiển thị ra một con số như thế này. Ví dụ như tỷ lệ gọi là B ratio này là 1.09, và chúng ta sẽ so với cái bảng tham chiếu dựa trên các nghiên cứu để chúng ta chẩn đoán cái mức độ nhiễm mỡ. Nhưng mà với cái nghiên cứu này tôi đưa ra đây, các anh chị thấy rằng là họ chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ dựa vào con số 5%, 25% và 60%. Nó không giống với con số dùng chung chúng ta hiện nay, giống như tôi nói giới thiệu ngay từ đầu. Thường thường người ta sẽ dùng là 5%, 33% và 66%. Về cái tỷ lệ gan thận, chúng ta xem ra một cái nghiên cứu khác. Người ta trên nghiên cứu này người ta dùng kết hợp cái tỷ lệ gan thận với lại cái chỉ số CAB, tức là độ giảm thấu theo trục của chùm tia, và đây là độ giảm cái cường độ âm so sánh giữa gan và thận. Thì khi mà phối hợp hai cái kỹ thuật này với nhau thì người ta thấy rằng cái độ chính xác của nó chỉ tăng thêm khoảng 1,8%. Gần đây thì có một nghiên cứu mới về vấn đề phối hợp hai kỹ thuật này. Người ta không phối hợp một cách đơn thuần mà người ta phối hợp qua một cái phương trình. Trong đó hai cái hệ số là cái tỷ lệ gan thận và cái chỉ số CAB, và một số cái hằng số người ta cộng trừ nhân chia để đưa ra những một con số chung. Thì con số đó cho thấy là cái độ nhạy độ đặc hiệu được cải thiện rất là nhiều trong cái chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ. Trên cái hình này chúng ta xem lại cái hình mô phỏng để chúng ta thấy rằng hai cái roi đây, một cái roi đặt ở mô gan, họ diễn tả ra một cái cường độ âm của mô gan, và cái roi đặt ở chủ mô thận để chúng ta thấy cường độ âm của mô thận. Và như vậy thì cái chỉ số tỷ lệ gan thận này là hiệu số giữa hai cái roi này, giữa hai cái cường độ âm của hai vị trí này. Như vậy thì khác biệt như thế nào với lại cái chỉ số về độ giảm âm? Thì chỉ số về độ giảm âm, độ giảm thấu thì người ta dùng cái roi ở vị trí nông và một cái roi ở vị trí sâu, cái khoảng cách này gần 6 cm, để người ta so sánh. Và người ta chỉ cần dùng cái cường độ âm của cái roi 1 này trừ cho cường độ âm của roi 2 thì nó ra được cái chỉ số về độ giảm thấu. Đó là cái sự khác biệt, điểm giống và khác. Tức là tất cả dùng cái chỉ số giống như cái histogram để chẩn đoán cái cường độ âm trong mô thôi. Và cái tỷ lệ gan thận chúng ta hiện tại chúng ta có thể bắt gặp ở nhiều cái dòng máy khác nhau, chẳng hạn như Spectrinet hay là Samsung hay là Mindray, những cái dòng máy cao cấp chúng ta có thể thấy được cái chỉ số này. Cái thứ hai chúng ta nói về cái thông số TAI và TSI. Thì cái thông số này với từ viết tắt như thế này được hiểu là cái thông số về hình ảnh giảm thấu mô. Như vậy thì về cái cách thức chúng ta hiểu thì cũng giống như những cái thông số vừa kể, tức là sự giảm của cường độ âm theo trục của sóng âm. Và người ta sẽ thu thập cái dữ liệu dựa vào cái tần số vô tuyến của phản âm. Và cái TSI này là cái thông số về hình ảnh phân bố tán xạ. Trên cái hình này, cái đây là TAI, đây là TSI đây. Và trên TAI này sẽ hiện ra đơn vị là decibel trên cm và megahertz. Và cái TSI hiện ra là một con số tuyệt đối. Và khi có những con số đó thì chúng ta so sánh với bảng tham chiếu để chúng ta chẩn đoán cái mức độ gan nhiễm mỡ. Đây là một cái nghiên cứu để thấy được cái giá trị của hai cái chỉ số đó. Người ta trên cái nghiên cứu này thì người ta dùng cái chỉ số CAP để làm tham chiếu, và người ta cho thấy rằng hai cái chỉ số TAI và TSI nó cũng độ phù hợp rất là cao so với cái chỉ số CAP mà chúng ta vừa nói. Tiếp theo chúng ta dùng cái chỉ số CAP. Cái chỉ số này có lẽ như là quý thầy cô và các anh chị đã có sử dụng, bởi vì chỉ số này đã được thịnh hành và đã được dùng khá lâu, đã ứng dụng trong thực hành lâm sàng
trên xuất hiện trên cái máy FARO scan. Và cái chỉ số này đo sự giảm thấu âm ở mô gan, đơn vị là decibel trên mét. Các anh chị lưu ý cho thấy rằng là cái đơn vị của chỉ số này nó không có megahertz. Chúng ta biết rằng cái tần số sóng âm của máy FARO scan được thực hiện là một tần số cố định, không giống như là những cái tần số mà trên cái máy siêu âm mà chúng ta thường dùng thường quy đó, thì chúng ta có thể thay đổi tần số của nó. Cho nên cái đơn vị của những cái máy khác nó sẽ có thêm cái megahertz, còn đơn vị của máy FARO scan thì không có megahertz. Và chúng ta biết rằng khi gan nhiễm mỡ càng nhiều thì sự hấp thụ sóng âm nó càng tăng, như vậy thì cái năng lượng âm nó giảm càng nhiều. Và cái biên độ, đây là hình ảnh mô phỏng lại, cái biên độ của sóng âm là thể hiện cường độ âm nó sẽ giảm theo. Và chúng ta sẽ đo cái cường độ âm ở vị trí gần và cường độ âm ở vị trí xa, chúng ta hiệu số với nhau thì sẽ ra được cái chỉ số CAB. Và đối với cái cách thực hiện thì FARO scan cũng giống như là chúng ta đo định lượng xơ gan bằng FARO scan thôi. Người ta cũng dùng đầu dò truyền một cái sóng âm vào trong mô gan và khảo sát ở cái đoạn mà từ 2,5 cho tới 6,5 cm, tính từ mặt da. Và như vậy thì cái đoạn khảo sát của họ tính được là 4 cm. Và cái nguyên tắc là cũng tương tự như làm xơ hóa gan thông thường, ở bài sau chúng ta sẽ nhấn mạnh thêm. Và chúng ta sẽ đo 10 lần. Và đối với FARO scan thì khi mà chúng ta đo xong 10 lần thì sẽ hai chỉ số sẽ hiện ra cùng lúc, đó là độ cứng của gan và cái chỉ số về CAB để chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ. Thì như đã nói thì trước đây người ta dùng cái bảng phân loại mà cái độ phần trăm của tế bào gan nhiễm mỡ là 5%, 30%, 60%. Thì hiện nay chúng ta đã có rất là nhiều nghiên cứu để dùng cái bảng phân loại từ 10%, đây 33% và 66%. Và trên cái bảng này để chúng ta thấy được một điều nữa là chẩn đoán cái mức độ gan nhiễm mỡ đó nó cũng lệ thuộc vào nguyên nhân. Tức là nếu mà cái thông số đó để chẩn đoán mức độ nhiễm mỡ cho bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hay là viêm gan mỡ thì nó ra những cái cutoff nó khác. Và với những viêm gan siêu vi B, siêu vi C thì cái ngưỡng cutoff nó cũng khác. Chúng ta phải có nhiều nghiên cứu chúng ta mới đưa ra được cái bảng phân loại như thế này. Và một cái điều hay là ở chỗ là người ta đã chứng minh được rằng chẩn đoán cái mức độ gan nhiễm mỡ nó không bị lệ thuộc vào độ cứng. Tức là nó bị lệ thuộc vào cái nguyên nhân nhưng mà nó không lệ thuộc vào độ cứng của cái gan đó. Tức là cái gan nó có xơ hóa ép mấy chăng nữa thì chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ nó cũng là độc lập. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái chỉ số UGAP. Chỉ số UGAP là cái chỉ số mà mới xuất hiện gần đây và cũng đã có nghiên cứu cho thấy rằng cái độ chính xác của nó rất cao và chúng ta có thể ứng dụng được trong thực hành. Thì chỉ số UGAP là gì? Nó cũng là đo sự giảm thấu âm ở mô gan, tức là cũng là sự khác biệt về cái cường độ âm ở vị trí gần so với vị trí xa. Chẳng hạn như đây là cái ROI, cái vùng mà để chúng ta đo cái định lượng gan nhiễm mỡ ở đây. Thì người ta sẽ định lượng cái cường độ âm ở vị trí gần ở đây và vị trí xa ở đây để chúng ta hiệu số với nhau thì ra được cái độ giảm thấu. Và đây là một số cái hình mô phỏng để chúng ta biết cái vị trí mà chúng ta khảo sát, cũng giống như là cái vị trí mà chúng ta thường khảo sát cái xơ hóa gan. Và người ta sẽ dùng cái mặt cắt qua rốn gan và chúng ta sẽ chọn đặt cái roi ở cái vùng gan và tránh các mạch máu, tránh cái u gan. Và tất nhiên là cái hình ảnh nó phải đạt, chúng ta tránh cái bóng cản của xương sườn, tránh cái cản âm của màng phổi. Và cái vị trí mà chúng ta thường đo là khoảng phân thì 5, phân thì 7, 8. Đó là những cái vị trí mà chúng ta thường đo. Và về cái con số thì chúng ta sẽ dùng 3 đến 5 con số và chúng ta lấy con số trung vị để trả kết quả. Và cái đơn vị của UGAP này là decibel trên cm và trên megahertz. Và với khuyến cáo của nhà sản xuất thì người ta khuyên rằng là nên khám cái lúc bệnh nhân đã nhịn ăn khoảng 4 đến 6 tiếng đồng hồ trước khi đo. Đây là một số cái hình ảnh về hướng dẫn sử dụng để đo đạt cái chỉ số UGAP trên cái dòng máy mới hiện nay là cái máy Logic E10. Chúng ta có thể thấy được cái kỹ thuật này trên máy E10, E9 hay là E10S cũng có thể thấy được. Và trên này chúng ta thấy là hiển thị ba cái kiểu để đo khác nhau. Thứ nhất là cái P-Rep đây. Cái P-Rep này thì khi mà chúng ta bật lên thì nó chỉ hiện ra cái roi để đo thôi, không có những cái bản đồ tham chiếu. Thứ hai
là chúng ta có thêm cái bản đồ tham chiếu, và thứ ba là chúng ta có cả hai, tức là vừa cái bản đồ BMOD để tham chiếu và cái bản đồ về độ cái mức độ nhiễm mỡ. Thì cái bản đồ này nó có thể hiển thị ở hai dạng, và một dạng là định lượng và một dạng là bản đồ chất lượng. Và chúng ta sẽ xem sao. Như vậy thì với cái chỉ số UGAP này chúng ta có thể bắt gặp được ở cái dòng máy Spectronics đây. Và đây là cái dòng máy của GE, những cái dòng cao sau này. Và trên cái hai cái hình này chúng ta thấy như thế này. Đối với cái dòng máy bên này thì chúng ta thấy rằng cái bản đồ nó, cái roi hiện ra như thế này và nó không có fix vị trí về độ sâu. Chúng ta có thể nâng lên cao, xuống thấp, qua trái, qua phải. Nhưng và cái kích thước này thì tương đối cố định. Và trên cái hình này thì chúng ta không có được cái bản đồ tham chiếu để chúng ta biết rằng là chúng ta làm như vậy là đạt chất lượng hay chưa. Với cái hình này thì chúng ta có cái bản đồ tham chiếu để chúng ta biết rằng cái chỗ đó cái máy đã hoạt động được, đã đo đạt được. Và cái bản đồ nó như thế này. Cái bản đồ màu xanh này gọi là blue, đây blue đây, thì chúng ta là bản đồ chất lượng. Nếu chúng ta thấy cái màu nó màu xanh và đồng nhất toàn bộ trên cái bản đồ này thì chúng ta coi như là đạt chất lượng đo. Còn cái bản đồ này là bản đồ về cái mức độ nhiễm mỡ. Chúng ta thấy rằng khi mà nó ra màu xanh thôi á, tức là nhiễm mỡ mức độ thấp, và khi nó có màu đỏ, màu vàng như thế này, giống như những màu phía trên cao này, là nhiễm mỡ cái mức độ nhiều. Chúng ta thấy con số là decibel trên cm và trên megahertz, thì đây là 0,3, đây là 1,3, đó là cái biên độ mà chúng ta thường thấy được khi mà khảo sát gan. Và đây là một cái nghiên cứu nữa để nghiên cứu để ứng dụng cái chỉ số UGAP vào thực hành. Thì cái nghiên cứu này được thực hiện trên 163 trường hợp của tác giả người Nhật. Và người ta phân loại cái mức độ nhiễm mỡ S0, 1, 2, 3 dựa vào những con số. Và chúng ta thấy rằng là cái diện tích dưới đường cong ROC thể hiện ở trên cái nghiên cứu này thì rất là cao. Chúng ta thấy là 0,9, 0,55, 0,95 và thể hiện cái độ chính xác rất là cao trong chẩn đoán. Và nó cũng phù hợp rất là tốt với lại cái chỉ số CAB mà chúng ta trình bày ở phía trên. Đây là một số cái bảng giá trị mà chúng ta đo lấy ra được trên các nghiên cứu đó. Và với cái bảng nghiên cứu này thì người ta thấy lấy được cái giá trị cutoff là 0.53, đây 0.6 và 0.65 để chẩn đoán cái mức độ nhiễm mỡ từ S1, S2 và S3. Các anh chị nhớ rằng là trước đây một số cái bảng phân loại người ta còn nói tới S4. Nhưng mà hiện tại bây giờ hầu hết các cái bảng, các nghiên cứu và các cái bảng phân loại chúng ta thống nhất với nhau là dùng S1, S2 và S3, tức là ba cái mức độ nhiễm mỡ nhẹ, trung bình và nặng. Và cái nhóm còn lại là cái nhóm mà coi như không nhiễm mỡ, hoặc là chúng ta hiểu rằng cái số lượng tế bào gan nhiễm mỡ là dưới 5%. Tương ứng với những con số này, chúng ta có những con số của chỉ số CAB đây, tức là độ giảm thấu 186, 210 và 228 decibel trên mét theo chẩn đoán kiểu của CAP của FibroScan. Đây là một nghiên cứu khác nữa để cho thấy rằng là cái độ cứng gan không có ảnh hưởng nhiều tới cái chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ dựa vào các cái phương pháp mà chúng ta vừa nói, chẳng hạn như CAP hay là UGAP hay là những cái phương pháp khác. Và trong cái nghiên cứu này cũng nói lên được rằng là cái chỉ số UGAP nó tương quan rất là tốt so với lại cái kỹ thuật cộng hưởng từ để định lượng mức độ gan nhiễm mỡ trong cái nghiên cứu này. Và đây là một số hình ảnh mà chúng tôi thu thập được trong thực hành. Chẳng hạn như trước tiên chúng ta thấy là một cái trường hợp như thế này. Nếu như chúng ta làm siêu âm thường quy, chúng ta thấy là cái mô gan không sáng lắm, mạch máu rất là rõ, vòng hành rất là rõ. Trong trường hợp này chúng ta rất dễ dàng để chẩn đoán là xem như một cái gan bình thường. Tuy nhiên khi mà chúng ta dùng cái phương pháp định lượng mức độ gan nhiễm mỡ thì chúng ta thấy rằng cái chỉ số của giảm thấu đo được là 0,54, 0,55, 0,55 đây. Tức là chúng ta lấy trung vị là khoảng 0,55 decibel trên cm trên megahertz. Thì với con số này thì dựa vào cái bản tham chiếu ở phía trên thì chúng ta sẽ chẩn đoán là gan nhiễm mỡ mức độ 1. Như vậy thì chúng ta nếu như mà không dùng các cái phương pháp định lượng á, thì chúng ta sẽ bỏ sót rất là nhiều trường hợp bệnh nhân gan nhiễm mỡ ở mức độ nhẹ. Cái việc này nó cũng phù hợp với lại cái báo cáo trong cái phần mà định tính mức độ gan nhiễm mỡ bằng siêu âm á. Chúng ta thấy rằng là định tính nó sẽ giới hạn, nó sẽ không phát hiện được ở những bệnh nhân gan nhiễm mỡ dưới 10%.
và nó độ chính xác thấp trong những trường hợp gan nhiễm mỡ dưới 20%. Đây là một cái trường hợp nhiễm mỡ nặng rất là điển hình. Chúng ta thấy rằng cái gan to tới hơn 20 cm và gan tăng sáng ở phần nông đây, phần sâu giảm âm và vòm hoành và mạch máu không có rõ. Và định lượng mức độ gan nhiễm mỡ trong trường hợp này nó lên tới con số là 0,95 dB, trong khi cái giới hạn để chúng ta chẩn đoán gan nhiễm mỡ mức độ 3 là có khoảng 0,65 dB/cm trên MHz thôi. Trường hợp này là điển hình của một cái nhiễm mỡ rất là nặng. Và đây là cái bản đồ định lượng mức độ gan nhiễm mỡ, thì chúng ta thấy là ở vùng này nó màu vàng và màu đỏ rất là rõ. Như vậy thì lượt qua như vậy để chúng ta nhìn thấy rằng là thứ nhất là bệnh gan nhiễm mỡ là một cái bệnh rất quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Chúng ta cần phải quan tâm chẩn đoán bệnh nhân có bị nhiễm mỡ hay không, và chúng ta cần phải quan tâm để xác định coi bệnh nhân đó có sơ hóa gan hay không, có viêm gan mỡ hay không. Thì đó là cái phần chẩn đoán sơ hóa gan là phần sau. Nhưng mà cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán những cái vấn đề đó là sinh thiết gan. Nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta rất khó để chỉ định một bệnh nhân làm sinh thiết gan, trong điều kiện Việt Nam của chúng ta rất ít nơi làm những cái kỹ thuật này. Và đây là một cái kỹ thuật xâm lấn và có để lại những cái biến chứng và tốn kém nhiều hơn. Thì bên cạnh cái định tính mức độ gan nhiễm mỡ bằng siêu âm mà chúng ta đã biết, đã dùng nhiều năm nay, thì chúng ta hiện tại có rất nhiều phương pháp cũng không xâm lấn để chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ. Trong đó nổi bật lên là có cái tỷ lệ gan thận, cái chỉ số CAB và mới đây là cái chỉ số UGAP. Nó cho thấy rằng cái độ chính xác cũng khá cao và dễ thực hiện, có thể lặp đi lặp lại và không có biến chứng. Và đây là những cái kỹ thuật tiềm năng để chúng ta ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Thì cái phần trình bày của tôi đầu tiên xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đã quan tâm theo dõi. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ vài phút để bắt đầu cái bài thứ hai. Xin trân trọng kính chào.